Xin kính chào toàn thể các cô chú, các anh chị cùng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Cuộc Sống Tây Bắc. Ngân lại có mặt trên công trình xây dựng nhà cho cháu My ở xóm Khị, xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, cô chú, các anh chị và các bạn. Ngày hôm nay sau mấy hôm trời vùng Tây Bắc là có mưa thì anh em không có triển khai được, cô chú ạ, thì ngày hôm nay tiếp tục anh em chuẩn bị là hoàn tất những cái công đoạn cuối cùng để sắp đến này sẽ bàn giao ngôi nhà cho cháu My về để sử dụng. Bây giờ thì mời toàn thể các cô chú, các anh chị cùng bạn đi vào bên trong để cùng với anh em thợ để xem là đang làm đến cái giai đoạn nào rồi ạ. Xin kính mời. Như cô chú, các anh chị và các bạn thấy đây là hiện tại là nhà của cháu đã được lát về, hoàn thiện về cái đá rồi. Ngoài này thì ở góc ngoài này thì do mấy hôm nay mưa của chú ạ, cho nên là cái sân còn hơi bề bộn nên bẩn một chút, nhưng anh em cũng đã tráng về cái bề mặt sơn, mặt sân tráng cái bề mặt sân như thế này rồi, làm một cái góc nhỏ nhỏ này cho nó sạch sẽ. Xin chào. Vâng, đây trong này thì lát đã được hoàn thiện rồi, cô chú anh chị nhá. Đấy, và đây là cái dây điện chính để đi trong nhà, thì sáng nay anh em cũng đã mua sắm ở đây để chuẩn bị đi cái đường dây điện cho nhà của cháu My. Đó. Đấy. Còn trong này thì cháu My đang vệ sinh. My quay lại chào cô chú. Đấy. Chào cô chú ạ. Rồi, ok. Ôi, cứ vệ sinh đi. Cháu My thì đang bắt đầu vệ sinh trong những cái viền của cái lát gạch bên tường của cô chú. Thì sáng nay anh em đang bắt đầu là chát những cái xi màu trắng này, những cái viền quanh cái lát đá này cho nó sạch. Đó. Nhớ là cái đấy, My này, chú dặn này, xong cái này tí nữa chỗ này thì chưa làm, nhưng mà ví dụ như cái này thì cháu cho một đường này nhé nhá. Nếu mà chỗ nào mà chưa làm ấy, để cho hết cái xi mà cái cát ở bên dưới này này, khỏi sau này nó bẩn này. Đó. Kéo lên bên trên này để bắt đầu quét ra một lượt nữa để các chú các bác ấy sẽ cho cái đường xi trắng ở bên dưới này cho nó sạch đẹp nhé. Đó. Trong này cũng ăn hết rồi, cô chú ạ. Ôi, chú Trung, em Trung thì này là đấy, rồi ô, đó, ổ điện, đây ổ điện, công tác điện thì cũng đã lấy về đây hết rồi, bóng điện nha cô chú nhá, đây, như cái bóng này rất là sáng này, chắc là cái này thì có thể là trong ngày hôm nay anh em cố gắng là có điện thôi, nhưng còn chưa chắc là đã xong được, này là phải sáng mai một chút, bởi vì đi mấy cái dây điện này nó rất là lắt nhát và nó mất thời gian lắm. Như cái đuôi điện này đây, bố trí ở ngoài nhà cháu My này thì anh em cũng trước mắt là ở bên ngoài này sẽ, chỗ này là cái công tác chính ở đây, sẽ cho một cái bóng ra bên ngoài sân để cho nó sáng một chút ạ. Còn bên này thì sẽ có hai cái ổ cắm ở chỗ này để phòng, ví dụ sau này nhà có điều kiện thì có thể là mua cái tivi chẳng hạn, thì sẽ có cái dây để cắm tivi và cắm quạt ở chỗ này, và dây điện sẽ được đi theo bên này ép vào trong tường và đi giấu kín ở trên cái theo cái bờ tường ở trên kia dính lại và vào trong. Đến đây thì có một cái dây sẽ chạy qua bên phòng của cháu My. Phòng của cháu My thì trong này sẽ cũng được gắn một cái công tác bật bóng này với hai cái ổ cắm, hai cái dây ổ cắm để có thể là gắn ở chỗ này chẳng hạn, thì để một cái là có thể là sạc điện thoại hay giúp cháu học hành, còn một cái thì có thể là cắm quạt những cái mùa mà nóng đó. Đấy, chuẩn bị được về nhà ở rồi My nhé. Dạ. Rồi, bây giờ là mưa gió là có thể là chạy về đây ở tạm được rồi nhỉ. Dạ. Từ hôm giờ có ngủ ở đây trong này thế nào chưa? Chưa. Thôi để hôm nào nó hoàn thiện đó, bởi vì là còn đi ngủ nhờ đúng không? Dạ. Đây bây giờ nếu mà mưa quá thì có thể là ở trong này cũng được, không có sao cả. Đấy, bây giờ thì có thể ở tạm này rồi, cô chú ạ, bây giờ sạch sẽ rồi. Đấy. Còn phía trong đấy khu nhà bếp này thì chú Thủy đang đi cái đường dây điện đây. Rồi, xin chào chú. Chú Thủy đây. Chú Thủy đâu? Trong này thì cái bệ mà để kê bếp ga thì cũng được lắp
hoàn thiện rồi cô chú ạ. Xung quanh cái bệ mà để bếp ga này, với lại cái chỗ mà bồn rửa bát, rửa đũa, rửa chén này cô chú này, mình cũng anh em cũng ốp trên cái tường rồi, chúng mình cũng tận dụng thôi những cái gạch mà còn dư ở trong cái nhà vệ sinh. Để anh em lát ở đây để cho nó đỡ bắn dầu mỡ lên, cho nó lúc nào tường nó cũng sạch thôi, chỉ cần là lau chùi sạch thì thôi. Vậy còn trong này thì anh Sông đang bắt đầu là chuẩn bị là gắn những cái thiết bị mà để làm nhà vệ sinh. Ví dụ như ở đây cô chú bác là cái vòi nước đây, đây có anh em sắm rất là đàng hoàng cho cháu rồi. Đây, công tác điện đàng hoàng. À, anh đang lấy cái vòi hoa sen vào đây. Đấy, thế lại. Đây, chuẩn bị là lắp cái vòi hoa sen hẳn hoi rất là đẹp luôn. Đấy, đứng đây tắm. Đấy, đứng đây tắm thôi. Đấy. Đấy. Rất là sạch sẽ lịch sự này cô chú nhé. Còn chỗ này là cái bồn mà tức là bồn mà rửa mặt ở chỗ này. Đấy, đang chuẩn bị lắp. Ở dưới này thì cũng lát đá chống trơn rồi. Đấy, bên tường thì cũng được ốp sạch sẽ này, cả bên trong này cũng thế. Nhưng mà chưa có nguồn nước còn để vệ sinh nên là chưa có lau chùi được. Đấy, chỗ này là đang anh em đang lắp cái bồn mà bồn vệ sinh ở chỗ này. Bồn cầu. Đấy, bồn cầu ở đây để ống sẵn ở đây rồi. Đi đâu em? Đi chơi à? Vào thăm nhà mới à? Vào đây, vào muốn vào xem thì vào. Đấy, vào đây. Ồ, đây là bạn em Kỳ. Đấy, sang đây rong rong rồi này. Đấy, vào xem nhà mới à? Chào bác đi. Cái đó là chào bác. Đấy. Vừa tắm xong anh mồ hôi đấy. Vừa tắm xong à? Đấy, quần áo hôm trước anh mua này, thể thao này. Đây là thấy anh ở đây xong vào chơi à? À, vào xem nhà mới nhà em My à? Hả? À, đó. Chào các cô chú đi, chào cô chú đi. Chào cô chú đi. Nói to lên. To lên nào. Thế bây giờ đi đâu? Đi đâu? Hả? À. Vẫn còn trong cái tình trạng là cũng hơi ngây ngây. Nhưng mà đi lại đi chơi là cũng biết là có anh em ở đây rất là hay vào chơi. Đấy, ở đây chơi nhá, nhá. Nhìn các bác làm nhá. Bây giờ anh em đang xong thì đang lắp cái bồn rửa mặt này vào. Đó. Anh em thì cố gắng là hôm nay sẽ xong trong cái khu nhà vệ sinh này cô chú ạ. Trên kia thì chú Thủy đang đi cái đường điện kèm. Kèm. Sẽ có cái bóng ở đây cô chú ạ, bóng điện. Ở trên này công tác, một cái công tác ở trong nhà bếp này, một công tác ở bóng bên ngoài này này. Ở bên ngoài cái nhà bếp nấu củi này. Còn chỗ này thì sẽ có cái ổ điện, ổ hai cái lỗ cắm này, có thể là sau này có tủ lạnh cái gì đấy thì sẽ để tủ lạnh ở chỗ này, hoặc là sẽ để tủ lạnh bên trong, còn cái ổ cắm bên ngoài. Đó. Còn đất Quỳnh thì chơi vào tay luôn ạ. Chơi vào tay luôn đấy. Tay nó mới xuống hay không có chổi? Không, bây giờ chỉ có làm cái này thôi. Ừ. Như vậy là nhà của cháu My cũng đã đến những cái giai đoạn cuối cùng của cô chú. Ngày hôm nay sẽ cố gắng là đi cái đường điện này, đi cái ống nước trong nhà vệ sinh, cho nó cố gắng là trong ngày hôm nay sẽ hoàn thiện tối đa luôn để có thể là hoàn thiện sớm nhất, bởi vì là dự tính là theo kế hoạch là có thể trong tuần vừa rồi cuối tuần là sẽ hoàn thành, nhưng vì là mưa quá anh em không có thể di chuyển được, cho nên là cũng chậm lại vài hôm một chút, nhưng mà về cơ bản là cũng đã gần xong những cái giai đoạn cuối cùng rồi. Sau đấy thì Ngân cũng đang nghiên cứu là không biết là nên đóng cửa như thế nào cho gia đình cháu My. Hiện tại là cửa thì chưa có của chú ạ. Cửa này cũng chưa có để làm. Ngân hy vọng rằng sẽ hiện tại thì tiền để làm cửa thì Ngân cũng đã có một phần để có thể là làm được cái cửa, ví dụ như là cửa tôn mà đóng bằng khung sắt, nhưng mà làm cái đấy thì nhìn bên ngoài nó hơi
thiếu tổng mỹ một chút, cũng là hơi xấu một chút ạ. Nên hy vọng rằng có thể là sẽ có thêm một chút kinh phí nữa để có thể thêm vào để làm một cái cửa mà bằng cái cửa nhôm sắt thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều, và nhìn ngôi nhà nó cũng sang trọng, nó lịch sự hơn và cũng bền đẹp hơn. Thì hy vọng sẽ nhận thêm một chút cái nguồn kinh phí hỗ trợ của cô chú các anh chị cùng với các bạn, như vậy là sẽ hoàn thiện cho công trình nhà của cháu My trong nay mai với cô chú các anh chị và các bạn ạ. Kỳ vào đây đói á? Chắc đói chưa ạ? À, không ăn không chưa đi ăn cái gì ạ? Bóc mì tôm, bóc mì tôm. Đâu đâu, cháu dẫn chú xuống như nào, ở chỗ nào? Đi đi, đâu rồi? Đang dưới lán rồi mình ạ? À? Ra ngoài á? Đâu rồi? Ngoài. À, đâu? Ôi ôi, đói bụng à? Khổ thế. À đúng rồi, còn có thịt gà đấy, còn có thịt mấy miếng thịt gà. Con đây. Con bán lưới thế này. À, chết dở nha. Đấy thịt gà đấy, ăn đi. Đấy, ăn hết đi xong rồi lấy tiếp nhá. Đấy, hôm nay ở nhà cái gì lại không đấy à? Không không được ăn cơm hay sao đây? Hay là mình mới đi chơi về? Đấy. Vào đòi mi ăn à? Không ạ. À, thấy bông mì tôm à? Ui rồi, đói rồi. Nó ăn là cái đéo nó ăn, không ăn được con bò này. Thôi, mình cho đừng lấy cái đấy, lấy cái thịt gà, lấy thịt gà này thôi. Đấy, có khi là đi chơi cái gì xong thì giờ này đói. Bây giờ là cũng gần 3 giờ chiều rồi. Thế còn? À, bỏ ra mà đi nó. Bỏ lên nó ba nó phải như thế này. Đói quá. Ăn con nhím đi thôi, ăn hết ra theo. Đấy. Đói quá, đói quá. Đấy, mai còn mấy. Rồi, ăn đi xong mai anh sang chơi anh mua mì tôm cho anh nhá. Ừ, ăn no đi nhá. Ăn no đi, sáng mai anh sẽ sắp xếp tí thời gian anh qua chơi anh mua mì tôm thêm cho nhá. Ừ, ăn đi, ăn nhiều vào. Đấy. Khổ quá, đói rồi, gần 3 giờ chiều rồi, chắc là đói. Ừ, ăn từ từ thôi mà nghẹn. Khổ quá nhỉ. Đấy, đói đi, ăn thêm một gói nữa nhá. Ăn thêm, ăn thêm thịt ở đây này, còn thịt gà đây này. Ăn tiếp đi, ăn cái thịt gà này đi. Ăn thêm thấy giờ. Ừ. Cái trưa này không ăn cơm sao? Trưa nay em không ăn cơm à? Có ăn cơm không? Có một bây giờ đã đói rồi. Đấy, còn thịt gà ăn đi. Đấy. Đấy, thịt nạc ngon luôn. Ăn đi. Có ăn được da không? Ăn đi. Ừ, ngon nha. Sướng. Đấy. Thế mai anh Ngân qua anh mua thêm đồ ăn cho nhá, mua bánh kẹo cho nhá. Mai ở nhà nhưng không đi chơi nhá. Ừ. Có đồng chí đây ăn không? Hả? À, đây sang đây. Sang đây. Sang đây anh bảo đây. Sang đây anh bảo. Bạn nào đây? Bạn nào đây? Hả? Sang đây anh bảo. Sang đây anh bảo này. Sang đây anh bảo không chơi đâu, không ăn đâu, không ăn. Vào đây. Vào đây. Vào đây kiếp chặt. Bạn bè gặp nhau. Đấy, ngồi đây. Ngồi với Kỳ đi. Ngồi với Kỳ. Ăn không? Có ăn không? Rồi không ăn thôi, còn ghế chơi. Hai anh em ngồi chơi nhau. Đây, ghế đây anh lấy ở đàng hoàng. À thế ngồi ghế này. Ngồi xuống chơi đi. Đấy. Không, không ngồi đấy, ngồi bên này cơ. Ngồi bên này cơ. Đấy, ngồi đây, ngồi đây. Đấy, ngồi xuống. Thế anh ngồi đây, em ngồi kia. Đấy, ngồi xuống. Đúng rồi, ngồi xuống. Rồi ngồi gần anh, ngồi gần anh nào. Đúng rồi. Thế có biết bạn nào đấy không? Ai? Ai đấy? Ai? 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 Ghi hả bác? Ô, ăn mì sống à? Thôi để pha ra, để pha nước, hết nước sôi à mì? Ừ. Thôi để từ từ đừng ăn mì sống đâu em. Để đây tí nữa để pha ra nhá. Ăn mì sống này làm gì? Để pha vào cái nước cắm nước đúng không? Đang cắm thì nó nhanh mà, nó sôi nhanh mà. Đừng ăn sống nữa, ăn sống nó mất ngon. Đùa là ta thịt ra cho được hết rồi. Đấy.
muối để cho nửa gói thôi, cho nhiều quá nó mặn chết đấy, không ăn nổi đâu. Anh nhường ăn không? Nhường ăn không? Nhường ăn không? Nhường ăn để chú anh pha cho. Nhường này là anh đấy. À, nhường là anh mà hơn tuổi mà đúng không? Đấy. Thì mi ăn tiếp. Đấy. À, ba người đều ăn. Rồi chú anh rồi lấy cho cháu nó công nước như nào, con nước man mát như nào, đừng cho mì sống nữa. Đấy, để pha ở đây thôi. Thôi thế thôi, anh rót cho cháu nó công nước đi. Để uống nước vào. Đấy là thêm một gói nữa nhỉ. Sáng nay ăn cơm rồi à? Ăn cơm cái gì? Có nhớ không? Có thức ăn gì không? Hả? Đấy. Đấy. Bạn này thì cứ thấy bạn Kỳ là cứ thế là cười thôi. Em Kỳ à? Đây là em Kỳ đúng không? Đây. Uống nước không? Đây. Nước lạnh, nước mát này. Không ăn cái gì. Đấy, nhìn thấy em Kỳ ăn ngon quá là cứ cười thôi. Mời đi chứ, mời các anh uống nước đi chứ. Mời anh, mời em uống nước mới uống chứ. À rằng, em đi không ạ? Không ăn mì tôm. Đấy. Lấy cái bát kia kéo lấy một tí cái lòng bò ăn được đấy, mấy cái gan khan đấy. Trong tủ còn gì? Đấy, lấy cho cháu nó, đấy, ăn được đó. Cái gan này này, cái nào mà dai quá thì thôi. Ăn thịt bò giờ ăn nào. Ăn đấy, dạ, ăn đây này. Nhào ăn đấy. Còn cái mấy cái này mềm mềm được anh ạ. Mấy cái mà cứng thì thôi. Ôi, ăn ngon thế nhỉ. Cái món này ngon không? Ngon mà. Đấy. Ở đây ăn nhá, tí mi pha mì xong em ăn thêm một gói này nữa nhá. Nhá. Ăn này đi nhá. Nhìn con gà khoảng nó nhảy lên nhá, để anh lên trên kia làm việc nhá. Dạ đi. Ừ. Nhường ở đây chơi mấy em Kỳ nhá. Ờ, hai anh em ở đây chơi nhá. Thôi bây giờ thì Ngân phải lên trên mới làm việc với anh em trên đấy được cô chú ạ. Thì ngày mai sẽ qua chỗ em Kỳ để chơi. Rồi sang đây nhà gần gần đây đi qua đây thì thấy thế thì em vào ăn như này là được rồi. Thấy cũng khỏe. Cũng hơi còn hơi ngây ngây một chút nhưng mà cũng vẫn đang điều trị nhưng mà không chưa hết được cô chú ạ. Cái gì đấy? Gì đấy? Mỏi tay à? Mỏi tay à? Ừ. Sao? Rồi hay đánh bông chuyền. Đánh bông chuyền như thế á? Rồi ăn đi nhá, thì anh lên làm việc nhá. Này, con này lên trên đi. Rồi, ngồi gần vào đây cho em Kỳ đây này. Hai anh em ngồi động viên nhau nhá. Đấy, ngồi gần con vào, ngồi gần vào cho tình cảm đúng không? Đấy, ngồi vào cái ghế này này. Ngồi ghế này này cho gần Kỳ này. Đấy. Ôi khổ quá. Thế, hai anh em cho tình cảm này. Pha tiếp à? À đúng rồi, pha tiếp cho em cho cháu đi anh. Cái bồn này là gắn xong rồi của chú đây. Đó, rất là đẹp luôn, sang trọng luôn. Trong này xong ngón này chỉ cần là ở mà chăm chỉ và vệ sinh mà lau chùi hàng ngày là lúc nào cũng sạch thơm. Cái này thì mấy hôm nữa thì nó khô để anh em còn sơn cái bóng nhà bếp thì anh em sẽ gắn ở trên chỗ này luôn một chút. Cái gian ngoài phòng chính này thì chú Thủy cũng đang bắt đầu là gắn cái kéo cái dây điện để xuống chỗ cái cầu dao tổng chỗ này trên này ngay trong góc này. anh em đang bắt đầu khiêng cái bồn vệ sinh này vào để lắp đây. Lắp xong hoàn thiện thì bắt đầu đi vệ sinh lại cô chú ạ. Trong này hơi tối này, chưa có điện. Đấy. Bóng điện bị ngắt à? À đấy, không có điện không? Có lại ngắt rồi. Đây là vừa zin nó lại phải lấy xi măng để gắn cái chân lại vào cái. Trong này còn bề bộ nó chưa có kịp lau chùi này, phải làm xong nữa, làm xong nó mới lau chùi. Rồi cái chân của nó cũng là phải bịt kín như này để mai mốt thì cũng khỏi nó hở nước rồi này, hở nước rồi là chết gió ấy. Nhưng mà rất là phải cẩn thận như này của chú ấy. Đấy. Cho nó nhẹ nhét rồi xong bắt đầu. Đấy. Đấy. Đấy là chùi sau. Quan trọng nhất là phải cho nó chắc cái chân. Nó hở nước rồi là
nguy hiểm. Tí nữa các bác mà làm trong này, mi lại quét trong này nhá. Quét trong cái nhà vệ sinh cho nó sạch sẽ đi. Ngoài thì anh em vệ sinh tương đối là còn ổn rồi, cơ bản là nhìn nhét cái đấy không sao, vì là mấy hôm nữa là còn cho nó khô thì là còn sơn lên phủ lên thì nó lúc đấy nó không bao giờ thấy được những cái này. Ngoài này thì bố cháu My đang vệ sinh cái bồn này rồi, đấy, để chuẩn bị là cái này sẽ dùng qua để mang ra phía sau, để sau này sẽ đựng nước sinh hoạt luôn. Trong này bắt đầu sáng sủa luôn cô chú ạ. Sau này phải lau chùi thường xuyên, một ngày phải ít nhất phải lau một lần. Hôm nay thấy thế nào rồi? Thấy nhà của cháu thế nào rồi? Đó. Thấy cái nhà phòng nhà vệ sinh này thế nào? Yeah. Đấy, đầy đủ luôn nhá. Từ cái bồn đánh răng rửa mặt cũng có này đúng không? Vòi hoa sen, vòi tắm cũng có hết luôn. Đấy. Còn bồn vệ sinh cũng làm cái bồn cao như này, có vòi hẳn hoi để xịt để rửa vệ sinh hẳn hoi. Cái này mấy hôm nữa nó khô lại còn sơn lại từ đây lên nữa thì nó mới đẹp được. Nó mới những cái mép tường này này, những cái này là mình phải sơn lại đó. Đấy thì nó mới đẹp cả cái con phòng cho. Anh vệ sinh này là thích quá rồi còn gì nữa nhỉ? Dạ. Bây giờ thì trong My đang bắt đầu vệ sinh, lau chùi cái chỗ gian nhà vệ sinh của chú ạ. Cái này cũng được lát bằng đá chống trơn bằng hoi. Bây giờ bắt đầu đang vệ sinh cho nó sạch sẽ đây. Nhà của mình ấy bây giờ là phải vệ sinh thôi, cho nó sạch sẽ thôi, ngày nào cũng phải lau chùi ít nhất một lần đấy. Này, bồn nước anh em đang bắt đầu gắn những cái ống rồi để chuẩn bị cho khiêng ra đằng sau cho lên cái bệ đằng sau. Mình tính hết rồi. Bây giờ anh em đang lắp cái bồn nước lên đây trên cái máy, trên cái phía sau của cái ngôi nhà đấy. Vừa khít luôn nhỉ? Đúng rồi. Nãy giờ lan mà kể rồi chứ. Thì là lan mà thay khoan mà khả trơn, đánh khả trơn ạ. Thảo là chứ. Thì bây giờ thì bồn nước sẽ để bên này một chú này. Đó, và ở đây anh em cũng làm cái hệ thống để vào nước trong nhà vệ sinh rồi, nhà tắm luôn rồi. Chỗ này rất là khít được cô chú ạ, cái bồn nước với cái tường của nhà hàng xóm và cái tường của nhà bếp ở bên dưới nó khít như này, cho nên là cũng không lo cái chuyện là bị gió nó thổi đổ được. Anh em thiết kế này là cũng có tính toán hết rồi chú ạ. Bây giờ cái bồn nước ở đây và cái mái nhà của nhà cháu My là từ đây nó rất là phù hợp để nếu như có cái máng nước từ bên đầu nhà bên kia mình làm theo cái chiều dốc qua bên phía cái bồn nước này thì những cái mùa mưa thì sẽ hứng được cái nước mưa từ trên cái mái này nó chảy xuống. Cháu My thì cũng sẽ có tận dụng được cái nguồn nước để cho thẳng vào chảy vào cái bồn nước này, nó sẽ dùng làm nước ăn, nước sinh hoạt luôn, rất là tiện. Hiện tại cái nguồn nước nhà cháu My thì đang phải xin tít nhà bác ở bên kia, nhưng cũng đã về đến tận đây rồi. Nếu như sau này cứ giữ được mãi cái như thế này á, còn xin được á, thì có lẽ là cũng không lo cái nguồn nước được một chút. Đây, vòi nước tận đây rồi. Đấy. Đi xin nước đây. Đấy, cái dây nước tận đây rồi. Xin vào nước đi thôi. Anh em đang bắt đầu là đấu cái ống nước để một lát là sẽ xả vào bên trong kia luôn, là có nước luôn một chút ạ. Về bản rồi đây, đang bắt đầu chảy vào trong này. Ui rồi, nhưng mà chưa không được vệ sinh sạch sẽ thì mấy đâu, còn nhiều đây.
bây giờ lại xả e đi, đi nó xả e đi chứ. Nước đang vào rồi nhưng mà không không bột còn bột đâu, nhưng mà cái bột nó còn hơi bẩn đấy, anh vệ sinh cho sạch. Chuẩn bị đã lắp xong cái nước này là trong nhà vệ sinh này sẽ có nước đây. Chuẩn bị ngày hôm nay là coi như là đường nước là xong hết rồi cô chú ạ. Ngày hôm nay là đường nước là được lắp hoàn thiện luôn, từ bể cho đến vào nhà vệ sinh rồi ở chỗ bồn rửa bát là đều có hết luôn. Đi không? Cong cong đoạn dưới nó vào là vừa fit luôn. Đấy. Chỉ fit luôn. Bên chỗ này vùng 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 cái này nó vẫn đây rồi. Bây giờ xả thử thế nào? Xả thử xem luôn đi. Vào bên trong đi. Xả chưa? Đang điểm âm rồi. Đang điểm âm rồi. Vào âm rồi đúng không? Không hở thế nào đúng không? Trong nhà có thế nào? Không hở đâu, đâu nào. Nào rồi. Có nước chưa? Ok, đây là bên ngoài. Chai hết các vòi đi. Bên ngoài này là ổn rồi, bây giờ mình vào bên trong để xem như thế nào cô chú ạ. Hả? Đó. Như vậy là nước đã vào đến trong này rồi cô chú ạ. Lấy cái bóng sáng sáng này ra để xem. Nước đã vào đến trong này rồi cô chú. Đó. Còn điện nữa. Móc cái này cho nó sáng. Như vậy là về cơ bản thì nước đã vào đến trong này rồi cô chú ạ. Thì anh em còn đấu thêm số cái bên trong nữa là xong rồi. Nếu mà xả đây bây giờ thì ở ngoài này thì anh em vẫn tiếp tục thì làm cái đường dây điện, nhưng mà có lẽ với cái tiến độ này và trong ngày hôm nay thì cũng chưa hoàn thành được hết đâu, bởi vì là đi những cái này lăn nhăn lắm. Bây giờ thì nhà phòng chống mi thì sẽ ở ngay chỗ này sẽ làm cái công tác điện ở chỗ này cuối giường. Sao nó có cái năm cái này chắc là cái này thì đó là rồi, cố gắng là trong đầu buổi sáng mai là sẽ xong chú nhỉ. Để còn chạy cái bóng bên trong nhưng mà với lại cái ra bóng nhà vệ sinh nữa. Đằng nào cũng bây giờ cũng tối rồi, người gần 18 giờ chiều. Đi nốt cái dây này thôi. Xuống đâu là có thể là còn ken kịp thế này nữa thì cũng xong lại, cũng hết giờ. Mà chưa chắc. Ngoài kia là kiểu như lại là đi đấy, ngoài kia cũng chỗ này nó có chú ạ. Và ở chỗ này thì ngày mai mới lắp cái cầu giao tổng ở chỗ này. Ở chỗ này. Kính thưa toàn thể các cô chú, các anh chị cùng với các bạn, như vậy là sau 2-3 ngày thời tiết mưa thì anh em lại phải tạm dừng. Đến ngày hôm nay thì anh em đã tiếp tục đã gắn cái hệ thống điện và nước cho ngôi nhà của cháu My, cô chú, các anh chị và các bạn. Thì về phần nước thì đã gắn xong rồi, còn phần điện thì chắc có lẽ trong buổi sáng ngày mai thì anh em cũng cố gắng thêm một chút nữa là sẽ hoàn thiện về phần điện cho ngôi nhà. Sau đấy thì sẽ nghiên cứu đến cái vấn đề là sơn và nghiên cứu là làm cửa như thế nào, thì hiện tại mình cũng chưa biết là nên làm cửa như thế nào cô chú các anh chị. Nhưng về cơ bản thì ngôi nhà của cháu My thì cũng đang cố gắng trong cái tuần này, bởi vì hôm nay là ngày đầu tuần thì trong cái tuần này là sẽ hoàn thành và bàn giao cho cháu My để cháu có thể là về sinh hoạt trong ngôi nhà này. Ngân thật sự rất là biết ơn những cái tình cảm quý báu của các ông bà cô bác anh chị đã luôn luôn đồng hành từ trong nước đến nước ngoài, đặc biệt là những cô chú là Việt kiều nước ngoài luôn luôn dõi theo những hoàn cảnh khó khăn ở quê hương để gửi những cái khoản kinh phí về để giúp Ngân có cái điều kiện hỗ trợ cho gia đình cháu My. Đến ngày hôm nay thì ngôi nhà cũng đã gần hoàn thành rồi. Trân trọng cảm ơn và kính chúc toàn thể các ông bà cô chú anh chị cùng các bạn luôn luôn có một cuộc sống hạnh phúc mạnh khỏe bên gia đình. Và video ngày hôm nay Ngân cũng sẽ tạm dừng ở đây cô chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại toàn thể các cô chú anh chị cùng các bạn ở ngày mai. Ngày mai sẽ tiếp tục hoàn thiện những cái công đoạn cuối cùng cho ngôi nhà của cháu My. Xin kính chào toàn thể các cô chú anh chị cùng các bạn.